Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Nha Khoa Hồng Cường. Và ngay lúc này đây thì Hải Yến đang có mặt tại khu vực tầng 7, khu vực phòng kỹ thuật cao của Nha Khoa Hồng Cường. Như các bạn cũng biết là để tạo ra một chiếc răng sứ như này thì sẽ cần phải trải qua rất là nhiều công đoạn, cũng như là sẽ cần phải có những trang thiết bị hiện đại thì mới có thể sản xuất ra chiếc răng sứ như này. Và hãy cùng theo chân Hải Yến để khám phá xem là tầng 7 sẽ có những gì thú vị nhé. Để làm ra được một chiếc răng sứ hoàn hảo cần trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp, cũng như cần sự tập trung cao độ và kết hợp cùng với công nghệ cao từ máy móc. Không thể thiếu đi chính là đôi bàn tay tài hoa của người kỹ thuật viên. Bọc răng sứ, dán răng sứ đều là những phương pháp hoàn hảo để khắc phục nhược điểm của răng như răng bị ố vàng, răng sâu, răng hô. Răng sứ với lớp ngoài được làm bằng chất liệu sứ cao cấp, độ bền cao, trắng sáng sẽ mang đến vẻ ngoài rạng rỡ. Tự tin là đơn vị nha khoa hàng đầu tại miền Bắc, Nha Khoa Hùng Cường cam kết đem lại các giải pháp phù hình và thẩm mỹ răng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của khách hàng. Dạ vâng, vừa rồi thì các bạn cũng đã cùng theo chân Hải Yến khám phá khu vực tầng 7, khu vực kỹ thuật cao của Nha Khoa Hùng Cường. Và các bạn đừng quên thả tim và follow kênh của Nha Khoa để có thể theo dõi nhiều video hay hơn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo. Xin chào và gặp lại ạ.